Hôm nay mình nên lại test và giới thiệu tất cả quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ quả lắc hàng Nhật bãi có thương hiệu là Icosa. Chiếc này kiểu dáng thùng dài, kích thước chiều cao là 61, chiều rộng là 26 nhé, mặt số 18. Bên trên là kính mo cong, bên dưới là kính phẳng nhé, in in hình logo thương hiệu của hãng này, Icosa, có chữ Icosa hai bên nhé. Thùng gỗ rất đẹp, được đóng dáng theo kiểu dáng thùng dài của châu Âu. Hai bên này là hai cái thanh nẹp kim loại nhé, để tạo thêm điểm nhấn của mặt đằng trước. Thùng được đục chạm hoa văn rất là đẹp. Bên hông này này, nó còn có in cả tiếng Nhật. Thường thường những chiếc đồng hồ thùng dài như thế này thì nó chỉ có 14 ngày đến 21 ngày là nhiều thôi, nhưng chiếc này nó là quát 31 ngày nhé, hàng rất là ít luôn, và đặc biệt là chiếc này còn rất là mới này, logo thương hiệu của hãng Icosa, quát 31 ngày, hai cái lỗ quát lên đều có đánh dấu mũi tên để mình quay chiều kim quay lên quát ạ. Rồi, hàng made in Japan xịn này, có lịch ngày và thứ nhé, mặt còn lịch cũng được in hình hoa lá rất là đẹp. Máy đánh hai gông đồng đỏ, chìa khóa cân tâm đầy đủ này, chìa khóa zin theo máy đẹp keng nhé nhé. Chiếc này máy đánh hai gông nhé, gõ chuông báo giờ 30 phút là mỗi giờ. Và bây giờ mình test tiếng chuông này. Con là tiếng chuông rất là to luôn. Rồi, máy đẹp zin bản 100% nhé, đã test chạy ok. Đấy, bác nào có nhu cầu mua liên hệ theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Và chiếc này mình giao lưu với anh em là giá 2 triệu 500k nhé. Đó, 2 triệu 500k cho một chiếc đồng hồ Nhật có 31 ngày, hàng rất là đẹp và hiếm luôn.